Tâm tự. Hồi đó có cái đó không? Không có đâu. Con đường này dẫn vô chạy ra. Có thể bây giờ mấy cái chạy bây giờ người ta dẹp hết rồi, thử có này không? Lâu quá. Hospital. Ngày xưa là ở đây là cái bệnh viện. Ngày xưa là ở đây là cái bệnh viện. Bây giờ là nó chỉ còn một quan phế thôi. Người ta chỉ để lại làm kỷ niệm thôi. Chứ không còn cái gì. Bây giờ là chỉ là một cái chỗ hoang thôi. Nó cửa thì xúc bể. Giống như là người ta chỉ để lại một vài cái di tích lại thôi. Bị quan phế hết trơn nha các bạn. Mình nghĩ bây giờ mấy cái trại mà người xưa người tị nạn ở nó tháo gỡ bỏ hết rồi chứ không có còn để lại cho mình biết đâu. Bởi vì bây giờ mình trở lại mình sẽ thấy rất là xa lạ.